Sáng ngày 12 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt động viên các học sinh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học và thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2023-2024. Năm nay, Lào Cai có 3 học sinh tham dự kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, 4 học sinh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Hiện công tác chuẩn bị cho các đội tuyển cơ bản đã hoàn tất, các học sinh đã sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương nỗ lực của các thầy cô, lãnh đội và các em học sinh trong suốt thời gian qua, mong muốn các đội tuyển tiếp tục hoàn thiện dự án, chuẩn bị tốt nhất về kiến thức, ngoại ngữ, sức khỏe, tinh thần, bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao, mang vinh quang về cho bản thân, gia đình và tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng hoa và phần thưởng, động viên cho học sinh các đội tuyển tham dự kỳ thi sắp tới.